lắm đâu. Qua đây ăn cơm niêu nè, cơm con còn. Con mình ngon không? Hả không? Có hả không không? Dì Sương đi qua bên chỗ cũ. Nghe này, này Dì rồi. Đồ gà đèn thuốc. Kế bên lưng mày bỏ hả? Cầm hả? Thấy không ta? Thử bỏ lấy này hỏi mua này. Ờ chết luôn á, hay quá đấy. Thấy gì rồi, nó chỉ sao vô.
Để lâu rồi. Con nó giờ cao bằng luôn, muốn cao bằng luôn. Rồi lên, chiêu lên, chiêu lên, chiêu lên, chiêu lên. Má, đang đang muốn diễn viên rồi má, Lê Minh Hu. Lê Minh Hu về đó không? Đó, ngầu không? Cao rồi, muốn bằng sư mẫu rồi đó. Lẹ thì chứ. Năm sau, hai năm sau nó cao hơn thầy luôn á. Chừng năm bao cao luôn. Dạ. Tất cả quý khách đi xe lên Quang Dũng, xin mời quý khách lên xe cho chúng tôi để đến thờ khởi hành. Xin nhắc lại quý khách đi xe lên Quang Dũng, xin mời quý khách lên xe cho chúng tôi.
này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.